chú một cái ai. Đây bạn, có đầy bụi lắm, có đầy bụi lắm. Trên đọt này nè. Chú cà bắn cái gục gì đó mọi người. Bỏ đi, chia ra. Còn tỉnh, chưa thắng đâu, con này trong lắm. Bỏ vô. Đây, chú. Rồi, một viên nữa đã. Ai vậy? Từ ngoài cái ba lô nó bự. Trời ơi. Đây nè. Ơi dạ gì đó chạy tao lộn chưa? Anh trộm chơi. Ngược đi, trời ơi. Trời ơi, ngược đi. Ngầu quá. Anh nói mọi người vậy nè. Đây em ơi. Coi. Hướng đâu? Gì vậy đó ơi? Bị gì? Thầy trời. Mệt. Tao ơi. Mẹ bị thương hả? Quậy chết. Rồi xong rồi, vô cùng. Vô treo. Nó xuống góc. Rồi xong, khỏi ăn rồi. Biến lá. Nè. Một cái vô giò kìa. Rồi xong. Chết chưa. Mày ơi, mua lưng rồi. Anh vô mắt đi, ngay giữa mua lưng rồi. Rồi bắn cái chết con cào rồi. Bắn con cào luôn. Coi chừng nghe. Thì con hả mọi. Hả? Con này cực kỳ lạ luôn. Hai con. Em bắn vô giò nó cái bóp. Bắn. Trời ơi. Chè máu rồi kìa. Rồi nhỏ mai xuống đi. Trời ơi. Con đỡ con ha con cây. Ê ta. B. Trời ơi con sóc má nó bự nữa má ơi. 300 gram 68 thì gần 400 gram. Con bắn khỏe rồi. Rồi hai. Con. Rồi. Bỏ nói gì. Bỏ dính mắt nó lan đi. Rồi tiếp tục. Dạ sợ. Mày bắn hay quá. Từ nãy tôi chạy ngang buồn chuối tôi lặn hai trái. Giờ cái này mình qua giường này tiếp. Cái giường sau mày qua giường tiếp cho anh coi. Gớt. Ngay đầu đại bàng rồi. Anh thấy nguyên gớt bạn nó ngay đầu rồi, đại bàng nè. Nhích lên. Chưa. Đây bạn mua người đi. Đây nè, anh mới thấy không? Em bắn trúng ngay chân kia, trúng một cái rồi. Đại bàng. Có đầy bụi lắm, có đầy bụi lắm. Trên đọt này nè. Chú cà bắn cái gục gì đó mọi người. Bỏ đi, chia ra. Còn tỉnh. Chưa thắng đâu, con này trong lắm. Bỏ vô. Đây nè, chú tí này. Rồi một viên nữa đã. Ai vậy? Từ ngoài cái ba lô nó bự. Trời ơi. Đây nè. Trời ơi anh Minh ơi. Con này có gì? Ủa em bắn ngay đầu luôn hả? Ừ ngay đầu luôn. Đây cái bộ cảnh này đẹp nè. Trời ơi là trời. Ơi là trời. Có lòng đầu luôn nè. Đã em ơi. Con này con gì trai con ưng hả? Ưng. Hết ca 6 làm nên kỳ tích. Má có mấy cặp lòng đầu tiên lên em ơi. Gì hả? Tẻ. Rồi. Hay lắm đi. Một con nữa.
còn sống nha. Rồi cái quyệt. Ở đâu vậy? Em mới lội gan trên cái mộ luôn á. Em đứng yên em bầu chết nè. Rồi xuất quyệt luôn đây. Tụi mình đi xuất quyệt đây, xuất quyệt đây. Vô trong rồi, vô trong rồi. Trời ở đây quyệt không à mọi người. B mới leo gan mộ ta luôn ba. Rồi xuống quyệt luôn nè. Rồi ra ngoài đi cái này nè. Còn bông. Xin lỗi mấy ông. Xin lỗi. Cái quyệt luôn. Thấy lên leo đầu luôn ba. Từ từ còn bông trong trong kìa. Còn nhà dễ. Đây. Xin lỗi mấy ông. Còn không biết. Nè khăn nè. Khăn hướt trên xe kìa. Còn cái này nè. B ăn. Nó chạy qua mà sụt ra chưa kẹp thì nhảy qua B. Con này mập ồ. Để nó chứ giờ bắn cho chết chứ. Mấy quyệt không chạy lọt dưới gãy giò luôn. Rồi tiếp anh em. Dạ, có ai quay được em máy không vậy? Có anh. Rớt. Tới, tới. Một con ơi. Hả? À, còn con bé bay sao được vậy? Thì con đó nè. Còn con bé bay hết rồi, có ba con à. Dạ không. Máu kèm, máu kèm. Rồi bay luôn rồi. Giờ sao dám bay lại. Con kia đâu, con kia đâu đấy nghe Viễn. Con kia đâu, con kia đâu. Trời ơi, nữa rồi, lại đi chưa chắc để bịch. Còn con bé cái bay rồi. Con bé bay rồi. Ba con, con hai con luôn. Tại nãy em bắn bên kia, em với ba bắn bên kia quay nó không, nó đậu bay, nó đậu kiểu. Nghe được hai con đây nè. Cái này sao làm hai con luôn. Hai cái sáu. Cô B nãy làm được con nữa nè. B từ anh từ Vinh chạy qua B làm hai con anh ơi. Hai con bông. Nè hai con bốn nè. Nè con nó già lắm rồi nè. Ừ. Tui chứ này. Ừ, con này già. 15 nè, 15 già. Con này của anh B. Con còn anh B bắn rồi bị thương. Đây là chim mấy anh em mình mới bắn về nghe cả nhà. Anh ba